Có sẽ đỗ được và ít nhất là vào trường công lập thường. Nếu như mà đỗ chuyên thì sẽ còn hoành tráng hơn. Con sẽ cố gắng hết mình để chiến thắng kỳ thi này và sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình. Nhất định phải đỗ công lập, đó là tâm lý chung của hàng chục ngàn học sinh. Kỳ tuyển sinh vào 10 vì thế trở thành cuộc đua căng thẳng ngay từ những ngày đầu năm học. Không hào hứng với việc học nghề, nhiều tháng trước kỳ thi, em Đỗ Xuân Sơn và gia đình phải đau đầu giải bài toán chọn trường. Mà các con chọn trường rất là áp lực, bố mẹ áp lực, con học áp lực. Thì không biết có vào được cái trường đấy hay không. Mà nếu không vào trường được đấy thì con không biết vào trường nào nữa. Ở thành phố mà con đi học các cái trường học nghề thì thật sự là cũng không bố mẹ là muốn cho con vào các trường đấy cả. Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội đã nóng từ nhiều năm nay. Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh không tăng, quy mô các trường gần như không đổi, thì dân số ngày càng quá tải. Thực tế, chính sách phân luồng sau trung học cơ sở đã có từ lâu. Hết lớp 9, các em có thể đi học nghề. Tuy nhiên, đa số phụ huynh hiện nay vẫn muốn con em mình phải học hết trung học phổ thông bằng mọi giá. Bố mẹ cháu chắc chắn lắm, vì suốt mấy ngày nay bố mẹ cháu cứ cúng cháu để mong cháu có thể đỗ được. Nếu như trong trường hợp cháu mà không vào được phòng thái thì cháu sẽ cảm thấy rất ngại với bạn bè và gia đình. Các phụ huynh không thể chấp nhận được cái suy nghĩ rằng con mình có thể là sẽ phải học mà buổi túc văn hóa hoặc là một trường nghề nào đó. Họ vẫn nghĩ rằng là cái con đường tương lai đẹp nhất vẫn là con đường đi qua trường đại học. Không riêng phụ huynh ngần ngại trao gửi tương lai con em mình cho các cơ sở đào tạo nghề, mà các trường nghề, đặc biệt các trường có chất lượng, vẫn chưa thực sự rộng mở đối với các em. Bản thân các trường cao đẳng thì cũng rất là ngại cái chương trình này. Bởi vì hiện nay những trường cao đẳng tốt thì họ tuyển học sinh tốt nghiệp cấp 3 vào. Thì cái giảng dạy và đào tạo nó cũng nhàn hơn là việc tuyển các cháu hết lớp 9 vào. Khi đó là phải chăm sóc và đào tạo các cháu vừa dạy vừa dỗ nhiều hơn. Thực sự các chính sách cho đồng bộ trong phân luồng vẫn chưa đáp ứng. Vì phân luồng rồi, anh không đi học trung học phổ thông thì anh có thể vào học nghề. Nhưng mà sau đó đồng thời với cái học nghề thì các quyền lợi trong cái học nghề này và tốt nghiệp phổ thông như thế nào và liên thông như thế nào, sau này anh có thể có năng lực phấn đấu tiếp tục vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học là những cái việc mà chúng ta phải liên thông rõ trong luật. Những ngày này, cái nóng trong ngày hè tháng 6 có lẽ không thể đọ với sức nóng của kỳ tuyển sinh vào 10. Bài toán giảm nhiệt cho kỳ thi cần nhiều lời giải, trong đó việc phân luồng thí sinh được coi là một giải pháp có tính căn cốt.